Ok, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi giao lưu trao đổi với nhau cái lý do tại sao em ấy đáng làm. Tại sao em ấy đáng làm? Tất cả chúng ta đều đang trong quá trình nỗ lực để tạo ra cái nguồn tài phú của mình. Và chúng ta tìm ra được một con đường mà đấy cho phép chúng ta có thể tích lũy những cái năm tháng nỗ lực của mình. Đó. Và khi mà chúng ta tìm hiểu Amway thì phát hiện ra ở Amway có 6 cái tích lũy rất là quan trọng mà mỗi một chúng ta đều khát khao có được. Tích lũy đầu tiên trong cái này đó chính là tích lũy thời gian. Thời gian. Tích lũy thời gian. Như chúng ta biết rằng là gì ạ? Sinh mệnh của chúng ta chính là bằng thời gian cộng với năng lượng. Khi mà chúng ta hết thời gian, khi chúng ta hết năng lượng, một trong hai yếu tố đấy, đấy là sinh mệnh kết thúc. Và có một câu rất hay đó là gì ạ? Thời gian là tiền bạc. Đúng không quý vị? Chính vì thế ngày hôm nay, mỗi một chúng ta đều đang không ngừng chạy đua với thời gian để tạo ra nguồn tài phú của mình. Tuy nhiên, ông trời cho chúng ta một sự rất công bằng, đó là người giàu, người nghèo, người nam, người nữ, người già, người trẻ đều có một sự giống nhau, đó là thời gian 24 giờ đồng hồ. Chính vì thế dù chúng ta có nỗ lực cỡ mấy chăng nữa, chúng ta cũng không vượt qua ngoài quy luật là không có thời gian, phải không ạ? Cho nên là nếu như chúng ta chỉ trong cái công thức kiếm tiền đánh đổi thời gian đổi tiền thì chúng ta sẽ không bao giờ có được tài phú. Nhưng ngày hôm nay với Amway thì chúng ta có cơ hội tích lũy được thời gian. Có một câu rất hay gì ạ? Thay vì bạn tận dụng 100% thời gian của mình thì không bằng bạn tận dụng 1% thời gian của hàng trăm người. Vì thế Amway là một cơ hội kinh doanh kết nối rất nhiều những con người có cùng tư tưởng, có cùng ước mơ, cùng khát vọng vào với nhau. Vì thế khi bạn hợp tác với Amway thì bạn có thể là gì ạ? Thứ nhất, cung cấp những sản phẩm chất lượng cao cho bên người bên ngoài, giải quyết bài toán cuộc sống của họ. Yếu tố thứ hai là bạn cung cấp một cơ hội khởi nghiệp kinh doanh công bằng cho bất cứ ai có ước mơ khát khao thành công. Cho nên khi bạn hợp tác Amway, giả sử mỗi người bỏ ra 1 giờ đồng hồ, nếu như có một mình bạn thì bạn chỉ có 1 giờ đồng hồ thôi. Nhưng nếu như bạn tuyển được 10 người thì bạn có 10 giờ. Bạn tuyển 100 người, bạn có 100 giờ. Bạn tuyển 1.000 người, bạn có 1.000 giờ. Bạn có 100.000 người, bạn có 100.000 giờ. Chính vì thế, thay vì một mình bạn làm thì bạn hãy tổ chức một nhóm người cùng làm, một đoàn đội cùng làm. Cho nên có một câu là gì ạ? Muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa thì đi cùng đoàn đội. Vì thế ngày hôm nay khi vào Amway thì chúng ta có thể tích lũy được thời gian. Cho nên tại sao mà những người lãnh đạo thành công nhờ việc cái yếu tố này, cho nên đã giúp cho họ có nguồn tài phú, có được tài phú, có được thời gian, có được sự tự do. Bởi vì họ không làm một mình mà họ tổ chức một đoàn đội cùng làm. Đó, vì thế tích lũy được thời gian. Hình dung chưa ạ? Yếu tố thứ hai đó là tích lũy được kinh nghiệm. Kinh nghiệm. Tích lũy kinh nghiệm. Trong bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào, chỉ có người trong nghề mới kiếm được tiền. Chỉ có người trong nghề mới kiếm được tiền. Mà người trong nghề kiếm được tiền thì đương nhiên cần phải có kinh nghiệm. Thế nào là người trong nghề? Là người thấu hiểu rõ về lĩnh vực kinh doanh đấy. Đúng không ạ? Nhưng kinh nghiệm chính là người thầy. Kinh nghiệm trong truyền thống, chúng ta sẽ cần dùng thời gian, cần dùng những trải nghiệm để tổng kết ra kinh nghiệm. Và có rất nhiều người kinh nghiệm đó phải đánh đổi bằng mồ hôi, bằng xương máu, bằng sự lỗ vốn của mình, bằng không ngừng lên voi xuống chó rất nhiều lần mới có kinh nghiệm. Đúng không ạ? Và kinh nghiệm cũng là một cái rất là quý giá, và trong truyền thống đôi khi chúng ta để học hỏi kinh nghiệm thực sự là rất là khó. Bởi vì trong ngành nghề truyền thống là gì ạ? Đồng nghiệp là oan gia ngõ hẹp. Không ai sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho bạn. Bởi vì chia sẻ kinh nghiệm cho bạn trong truyền thống cũng nghĩa là bồi dưỡng một cái người gọi là cạnh tranh trực tiếp với mình. Cho nên là họ sẽ liên tục giấu kinh nghiệm. Và trong các môn phái võ lâm truyền kỳ chúng ta biết là gì ạ? Cái đời này truyền cho đời sau luôn luôn là giữ lại một chiêu cuối cùng. Truyền đời cuối cùng là không còn chiêu nào hết. Phải không nào? Nhưng với Amway ở đây chúng ta có một chế độ hợp tác rất tuyệt vời. Amway là giúp đỡ người khác thành công, là giúp chính mình. Chính vì thế
Những người lãnh đạo, những người thầy của chúng ta sẵn sàng truyền trao kinh nghiệm mà không giấu giếm bất cứ lĩnh vực gì. Cho nên khi chúng ta vào Amway, chỉ cần bạn học tập, bạn dụng tâm, bạn học tập rất nhiều kinh nghiệm của những người thầy. Đó. Và có hai nhóm người, một là người thông minh, hai là người trí tuệ. Người thông minh là tự mình làm, tự mình tổng kết kinh nghiệm thì mất rất nhiều thời gian, có thể mất 40 năm, mất 50 năm. Nhưng người trí tuệ có thể lược bỏ số 0 đằng sau đấy, chỉ mất 4 năm đến 5 năm thôi. Đó là gì ạ? Là dùng kinh nghiệm của những người thành công được thời gian chứng minh để thành kinh nghiệm của mình. Đấy là người trí tuệ. Đúng không ạ? Ở Amway, những người thầy sẵn sàng trao truyền kinh nghiệm cho chúng ta, cho chúng ta học tập, chúng ta học tập kinh nghiệm của rất nhiều người. Có người là kinh nghiệm 10 năm, kinh nghiệm 20 năm, có người kinh nghiệm 30 năm. Nếu chúng ta dụng tâm học tập, chúng ta học tập kinh nghiệm của những người đó cộng lại cả hàng trăm năm. Và đây chính là cái nền tảng rất là quan trọng, là điểm rất xứng đáng để bạn tham gia vào kinh doanh này. Đúng không ạ? Ok, cho đây chính là kinh nghiệm. Cái tích lũy thứ ba đó là khi bạn tích lũy được thời gian, kinh nghiệm, năng lực rồi thì bạn sẽ tích lũy được nhân tài. Người thầy của chúng ta nói một câu rất là hay: bạn sở hữu bất động sản, bạn sở hữu tài sản, bạn sở hữu chứng khoán, bạn sở hữu cổ phiếu không bằng sở hữu nhân tài. Bởi vì cạnh tranh trong thế giới này, trong thế kỷ 21 này, chính là cạnh tranh giữa nhân tài với nhân tài. Một doanh nghiệp cạnh tranh với nhau không phải quy mô thực lực, tài lực, mà đó là quy mô nhân tài. Doanh nghiệp đấy có bao nhiêu yếu tố con người. Bởi vì con người là nền tảng của tất cả mọi thứ. Con người là gốc, đúng không ạ? Và trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hóa như bây giờ, trong bối cảnh mà trí tuệ nhân tạo phát triển như bây giờ, thì con người chính là rất là quan trọng. Vì thế nhân tài rất là quan trọng, đắc nhân tài giả đắc thiên hạ. Cho nên nhân tài là một mấu chốt trong kinh doanh của Amway hay trong bất kỳ lĩnh kinh doanh nào cả. Nhưng trong truyền thống, để bạn sở hữu nhân tài thì bạn cần phải trả một mức lương rất là cao. Và nhân tài đã gọi là nhân tài thì không ngừng vươn lên. Cho nên nếu như lương của bạn không đủ, không gian phát triển của bạn không đủ lớn, thì nhân tài có thể bỏ bạn đi bất cứ lúc nào. Đúng không ạ? Tuy nhiên với Amway thì Amway là một cơ hội kinh doanh vô cùng công bằng. Vì thế khi mỗi một nhân tài vào Amway, họ tìm được không gian phát triển của riêng họ, họ tìm được sân khấu vũ đài của riêng họ. Cho nên ở Amway, bạn có thể kết nối rất nhiều những nhân tài với nhau và tạo ra một hệ thống lớn. Ở nhân tài, đặc điểm nhân tài ở Amway là gì ạ? Là độc lập, là tự chủ. Nhân tài Amway là nhân tài mà họ đang phát huy trí tuệ tối đa của họ để họ làm cho chính bản thân họ, chứ họ không phải làm cho người khác. Vì thế khi mà chúng ta sở hữu được trí tuệ của người khác là sở hữu cực kỳ quan trọng. Vậy làm thế nào sở hữu được trí tuệ người khác? Đó là bạn phải cung cấp một không gian đủ lớn. Cho ngày hôm nay ở Amway, vì chế độ sở hữu công bằng, cho người vào sau có thể vượt qua người vào trước. Cho người vào sau họ hợp tác với bạn, hợp tác với Amway thông qua sự giới thiệu của bạn, thì họ tìm thấy vị trí công việc của họ, cho nên họ sẵn sàng ở đấy và họ sẽ không ngừng dụng tâm, dụng não, dụng trí tuệ của họ để làm cho chính họ. Vì thế bạn có thể tích lũy nhân tài, từ một nhân tài biến thành hai nhân tài, từ hai nhân tài biến thành bốn nhân tài, từ bốn nhân tài biến thành tám nhân tài, và cứ như vậy gấp đôi bội tăng lên thành 10, thành 100, thành 1.000 nhân tài. Nhưng đặc trưng trong truyền thống, để bạn sở hữu nhân tài 100 người đấy, bạn phải trả 100 lần tiền lương. Như Amway, bạn không cần trả bất cứ đồng lương nào, bạn có thể hấp dẫn được những nhân tài đấy. Rất tuyệt vời. Như vậy, đây cũng chính điểm rất đáng làm. Và đây là ưu thế cạnh tranh của kinh doanh này. Cái tích lũy thứ tư bạn có thể tích lũy được, đó là tích lũy được đoàn đội. Tích lũy được đoàn đội. Khi bạn tích lũy thời gian đủ rồi, bạn sẽ có kinh nghiệm. Bạn có kinh nghiệm, bạn sẽ tuyển được thật nhiều nhân tài. Khi nhiều nhân tài tổ chức ra một đoàn đội, đúng không ạ? Bởi vì ngày hôm nay chúng ta biết rồi, giống như câu nói vừa nói ban nãy là gì ạ? Đi nhanh thì đi một mình, mà đi xa thì đi cùng đoàn đội. Không có một cá nhân hoàn hảo, chỉ có một đoàn đội hoàn hảo. Xu thế hợp tác là xu thế của toàn cầu. Công ty với công ty hợp tác với nhau,
quốc gia hợp tác với nhau, vậy thì con người hợp tác với nhau. Đó ạ. Vậy ngày hôm nay chúng ta có đoàn đội. Khi chúng ta hợp tác những nhân tài với nhau, từ 3 người trở lên đã trở thành đoàn đội. Từ 3 người có thể giảng bài được, có thể đi khắp thiên hạ làm được việc. Đúng không ạ? Vì thế khi bạn tích lũy được đoàn đội cũng là lúc bạn có thể tích lũy được ekip ăn ý với mình. Và từ ekip ăn ý như vậy, bạn có thể chiếm lĩnh thị trường ở bất cứ chỗ nào. À, vậy khi bạn tích lũy đoàn đội cũng là lúc bạn có thể là gì ạ? Bạn sẽ tích lũy được thứ năm là tích lũy được thành tựu. Thành tựu ở đây bao gồm gì ạ? Bao gồm không những tài phú của cá nhân bạn. Thành tựu ở đây chính là những cái gì ạ? À, những cái mà chúng ta theo đuổi. Bản thân chúng ta khi chúng ta làm giàu cho một mình không đại diện là giàu có. Khi một đoàn đội cùng giàu có mới gọi là giàu có. Sức khỏe một mình không được gọi là sức khỏe. Mà một cộng đồng khỏe mạnh thì mới gọi là khỏe mạnh. Vậy thì khi mà chúng ta làm, chúng ta đều theo đuổi thành tựu. Thành tựu chính là trên nền tảng bạn giúp bản thân mình, đồng thời bạn giúp rất nhiều người khác. Đấy được gọi là thành tựu. Có phải ngày hôm nay khi chúng ta xem Amway, chúng ta có một năng lực của Amway, chúng ta có kinh nghiệm của Amway, chúng ta có nhân tài Amway, chúng ta có đoàn đội Amway, từ đó chúng ta đã rất nhiều thành tựu, có nghĩa rằng bạn giúp cho rất nhiều người khác có cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, thì đấy là thành tựu giúp đỡ người khác. Cho nên tại sao tập Amway phấn đấu không phải là công ty giàu có nhất mà công ty có nhiều thành tựu được ngưỡng mộ nhất. Đúng không ạ? Và từ đó đương nhiên rồi bạn sẽ có sự tài phú. Tài phú là bao gồm tổng hòa tất cả những cái yếu tố mà bản thân mỗi chúng ta theo đuổi. Không những có thời gian, có sức khỏe, có bạn bè, có phát triển bản thân, có thành tựu, là một cái tổng hòa. Vì thế đây chính là những giá trị rất xứng đáng để mỗi một chúng ta đều theo đuổi với Amway. Thì hy vọng rằng cái bài 6 tích lũy này sẽ cho chúng ta một cái một cái tổng quan để nhận thấy rằng giá trị Amway rất xứng đáng theo đuổi, và hy vọng sẽ gặp các chị và các bạn trong đỉnh thành công. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.